Quý vị thân mến, dạ, đâu có, ở đây luôn em. À, giống như là hồi nãy... Đẻ đâu ông nội ơi. Dạ, thưa quý vị, hồi nãy nói là có rút thăm trúng thưởng, rồi rút làm sao, thăm gì? Rồi lấy cái gì đối chiếu, có thấy mẹ gì đâu. Tức là mọi người sẽ cùng nâng ly với thơ cạn hết ly mới biết được phần quà nằm đâu. Trời ơi, có cái ly không có cái gì trơn á chị ơi. Hay kệ, cứ thử đi. Thử đi. Bây giờ mình cùng nâng ly nha. Chào nâng ly quý vị nha, bắt đầu nha. 1, 2, 3 Uống cạn ly, ở dưới cái ly nó có cái gì không? Không có thì bờ sông kế bên giục mẹ xuống dưới luôn. Yên tâm chủ xô lo nha. Uống hết mới được nha. Có không, có cái dấu chấm đỏ không? Có ly nào có chấm đỏ không? Chắc nó phải hết rồi. Không có cái gì hết trơn á. Có lên đây, một bạn có cái hả, thiệt mà. Lên lên. À, rồi rồi, thì ra là vậy. Rồi, phần quà năm nay là trứng ổng hả gì? Trứng ổng hay trứng vịt? Trứng ổng. À, ở à, nè. À, một người có, chị Loan có rồi. Rồi. Rồi ai nữa, bạn này cũng có hả? Đâu đó. Uống hết mới thấy được. Phải không chị dọn cho kỹ đâu, chị dập cho đích chị coi coi. Rồi đúng rồi đó, lên 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 lên. Trời ơi thấy cưng quá. Dạ còn ai không? Rồi. Mày mới mua lên lên. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi, lên 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 lên. Rồi đến ai đỏ đâu bước lên sân khấu. Uống hết mới được, uống hết mới được lên. Uống hết mới được đúng rồi. Rồi uống hết mới được, uống hết mới được lên. Mỗi bàn có một đít đỏ, ai đít đỏ bước lên sân khấu. Dạ. Đít ai đỏ là còn son đó, đại loại vậy. Rồi rồi em chậm đít lên, có phải đít đỏ không? Đúng rồi. Trời ơi, sao hôm nay được ba cô gái đít đỏ? Có luôn, trời ghê. Ủa sao anh cũng đít đỏ vậy? Nó nghe nè, lưu ý nha, lưu ý quý vị làm ơn làm phước nha, đặc biệt là mấy chị em phụ nữ. Đừng có làm bộ lộn lộn, có lấy cái son quẹt vô, cái là bộ bước đây không có đủ quà tặng nha. Lưu ý giờ có không má? Cái này không phải rồi, cái này không phải nè. Đâu rồi đây coi. Sao mà đít nhiều chấm vậy? Cái này là cái đít của bà đỏ chứ cái ly xuống đi bà. Dạ con xin cảm ơn ba mẹ. Chứ vậy? Con làm có hậu rồi mới không được. Trời ơi, ăn ở sao nói chuyện ra 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 ta đi cho. Rồi bây giờ, ủa đâu rồi? Đâu, mời qua hậu lần trước. Đó rồi, qua hậu. 5 người lận. Mấy rồi? 1, 2, 3, 4, 3 người nữa. 4 à. Nhỏ này lên với tôi cho vui chứ đâu có thân thắng giải. À anh Kiệt hả? Bước lên. Anh Kiệt đâu, anh Kiệt đâu, phải không? Ai? Lẹ. Ê nó nghe nè, Hiếu Hiếu, đừng làm vậy kỳ lắm. Đưa cho Kiệt đi. Hồi chơi kỳ quá à. Dạ. Rồi ưu tiên phụ nữ giả đi, rồi phụ nữ giả bước lên đại đi. Chị bước đây đại. Đúng rồi. Rồi mời chị bước lên. Dạ mời chị giống gái bước lên. Rồi. Rồi chị đứng đại trọng đi. Rồi xen vô đó. Ủa con có luôn hả con? À rồi anh dậy xuống đi. Ờ. Dạ. Ờ thì cưng nghe. Đây là phần quà. Thật sự là cái giá trị về vật chất nó không quan trọng mà giá trị tinh thần là đặc biệt hơn. À. Đúng không? Chắc mình làm sao mình cảm thấy thoải mái, mình ngủ ngon, rồi mình enjoy cuộc sống, mình cảm thấy happy every day. Biết là vui là chánh. Nhưng mà quan trọng là cái gì? Cái này là cái hình dạng, là cái ấm nước. Đúng rồi. Công dụng của nó là gì? Bản thân hơn là thích uống trà đạo. À. Nhưng mà bên trà đạo thì có trầm hương. Đúng rồi. Trầm hương thì có Duy dưới, nó bán bảo sĩ. Duy đâu rồi Duy? Và bây giờ đây là phần quà thôi tặng cho mọi người, đó là hộp quẹt. Có liên quan gì? Mở cái màu trắng. Chết cha, khách người ta cầm len, ta nó không có liên quan gì trơn. Xong tặng trà, tặng ấm thiệt, mà tự nhiên tặng cái hộp quẹt chi vậy? Có, Lan Nhã đang tới mà nó chưa tới. Lan Nhã tặng quà mà chưa tới. Dạ nói chơi thưa quý vị. Dạ thưa quý vị thân mến, tặng quà phan đợi xíu. Coi như là có ý nghĩa hết quý vị. Dạ. Trong mỗi gia đình chúng ta cần cái gì quý vị? Hơi ấm đúng không? Lửa để làm gì? Sưởi ấm. Dạ. Đốt lên cho nó ấm chứ phải đốt nhà nghe mấy má. Dạ. Nha. Đốt cho nó ấm nhà thôi nghe. Dạ, chứ không có đốt nhà. Và chị Thơ muốn là người luôn luôn tiếp lửa cho tất cả những người bạn của Thơ lúc nào cũng ấm áp và có nhiều năng lượng trong cuộc sống. Đây nè, lửa nè. Đó chưa? Hồi ghê quá, hồi lửa ghê quá tắt thì má ơi. Và bây giờ xin cảm ơn mọi người đã may mắn nhận phần quà. Nó không phải là giá trị vật chất mà là giá trị tinh thần. Rồi. Hết ra qua Thơ cùng bơm. Rồi ai đứt đỏ lại người lụm cái về đi. Thôi, trao. Mỗi người cái. Trái hết bảo đảm trái mà. Trời mới mua mà.
ăn mẹ nào? Có, đây đặc biệt lắm nha, hàng sưu tầm đó. Dạ rồi, cảm ơn, chúc các anh chị luôn luôn. Dạ, tấm hình, tấm hình, tấm hình. Không, 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 chúc các chị luôn may mắn, không có ăn nha. Ừ. Hả? Ai, ai mượn phát biểu? Không, không mượn. Thôi, cho phát biểu đi. Ơi, không, lãnh giải đi về phát biểu gì? Đâu phải đậu qua hậu đâu phát biểu. Hoa hậu đó, biết, biết tiên vụ đó. Phải không? Ừ. Nín để chụp hình cái không muốn phát biểu không phải? Phải chưa? Rồi, cảm ơn mọi người đã mang bán. Con có nói gì không? Không, không nói thì xuống thì không sao, không sao. Ở đây tôi nói cho. Ơ, ngựa quá. Xuống đây mẹ. Con nói đi, Hiếu ơi, rồi, nói gì kìa. Bán, bán. Dạ, con nói gì ạ? Con nói gì ạ? Con được cái giải thưởng này. Cảm ơn. Trời ơi, chết rồi. Anh Xuân Hiếu là một người trong những người make up trang điểm cho thơ tất cả những cái MV ca nhạc và ảnh luôn đồng hành với Trang Thơ. Không mà công nhận ha. Bạn đây xin mời. Bạn đợi chưa được xuống đâu. My đứng bên đó để anh qua đây My. Không không mà ba giữa cho nó qua hậu mà. Tính ra bây giờ thời trang cũng dễ quá vậy ha. Để mà thí dụ gì vậy? Xong cho tôi nói vậy chuẩn bị chặt cái bên. Và thời trang giờ cũng dễ lắm quý vị. Mùng mền chiếu gói quấn lên làm quần áo được hết á. Thấy dễ chơi cái nãy gì quý vị biết không? Hai cái bàn cửa. Có mặc quần không? Có quần. Có nha. Anh Quân Bolero nói vậy. Ủa sao sò lông lum. Ông nói à, ông mới nói cái này chuyển lời à. Ảnh nó không biết nữa nha. Anh nói ủa sao xà lông nhiều nha. Sau kỳ này gì mình phớt xà lông nhiều á. Ê, này umbrella. Hả? Umbrella fashion. Tiếng Việt đi má, tiếng Anh không biết. Là cái dù đó. Ồ vậy hả? Ủa vậy hả? Trời ơi, tưởng cái mền rồi. Tưởng tự nhiên lấy mền đẹp ra mà. Hả? Thì có ai nói gì đâu, ý đang nói là thời trang bây giờ nó tiện lợi xúc tích, hiểu không? Cái khăn bàn cũng làm cái lát thấy vậy chứ tôi mặc đồ khác tiện bây giờ nè. Ừ, dạ, ừ. Khăn bàn. Không? Yêu cầu anh Lý yêu cầu hát bài kìa. Ai anh Lý anh thì đây sẵn lên lại gì Quảng Mi ca sĩ Quảng Mi là một người em rất là thân thương của Trang Thơ cũng như là dì Hai Tuấn Phong mười mấy năm rồi ha. Ừ, lâu dữ ừ, lắm rồi đó. Nên là bây giờ Thơ rất là mong hai người song ca một bài hát gì trời. Có không? Cảm ơn gì hả? Hỏi tự nhiên những ngày sinh nhật tôi là bộ đường khóc má. Cái chàng gái đáng cay được yêu cầu kỳ quá. Yêu cầu kỳ á. Thôi giờ hát gì đi. Hát nhạc vui đi. Vui đi. Hát bài vui. Vui. Hát gì? Noel đi. Hát bài... bài Noel đi. Bài đó đó. Bài mà vui nhất là bài Thánh Ca Buồn.